Chào mừng quý vị đến với kênh YouTube ATK miền quê Vinh Hội. Hôm nay chúng ta sẽ được theo dõi các trận đấu nằm trong khuôn khổ giải bóng chuyền hơi ngành giáo dục và đào tạo huyện Định Hóa năm 2019. Nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 và 60 năm ngày thành lập Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Định Hóa. Trận đấu chúng ta đang được theo dõi đó là trận đấu giữa vòng bảng của hai đội khối giáo dục xã Sơn Phú và khối giáo dục xã Trung Hội. Đội hình thi đấu các đội hôm nay sẽ là hai nam và một nữ. Hai nam và ba nữ. Ở trận đấu này, đội Sơn Phú mặc trang phục thi đấu áo màu đỏ, quần đen. Đội hình thi đấu Trung Hội sẽ mang trang phục áo màu xanh và quần đen. Hai đội đã làm thủ tục đầu trận đấu đã xong và hiện nay đội Sơn Phú sẽ được phát bóng trước. Trận đấu bắt đầu. Sơn Phú phát bóng điểm 0-0. Pha đấm bóng tốt. Điểm cho Trung Hội 2-0. Giải đấu lần này sẽ được tổ chức trong 2 ngày, đó là ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 11 năm 2019. Giải đấu lần này là giải đấu bóng chuyền hơi thứ 2. Giải đấu trước đã được tổ chức cách đây gần 1 tháng, đó là vào ngày 17 và 18 tháng 10. Quả đâu kia.
đặt sát đây để bảo vệ đấy. Cố lên Sơn Phú ơi, cố lên Sơn Phú, cố lên. Bóng ngoài cứ đỡ được là được. Chúng ta theo dõi từ đầu trận đấu tới giờ, hai đội đều có những pha bóng rất đẹp mắt. Và đặc biệt là bên phía đội tuyển xã Trung Hội, chúng ta chứng kiến các pha đập bóng rất uy lực và đã đem về rất nhiều điểm cho xã Trung Hội. Và một pha đập bóng nữa, như vậy là Sơn Phú đã chắn bóng thành công, đổi điểm cho Sơn Phú. Vậy là cầu thủ mang áo số 3 bên phía đội tuyển xã Trung Hội đã để tay chạm lưới và điểm cho xã Sơn Phú lúc này là 7-10. Đập bóng rất uy lực. Vừa rồi một pha đập bóng của số 3 bên phía đội tuyển xã Trung Hội đã đem về điểm số thứ 11 cho đội của mình. Điểm số hiện nay đang là 11-7 nghiêng về phía Trung Hội. Giải đấu lần này huyện Định Hóa tổ chức đó là giải đấu bóng chuyền hơi lần thứ 2. Tuy nhiên thì đây là do phòng giáo dục và đào tạo huyện Định Hóa tổ chức. Về thành phần tham gia giải đấu thì có cả nam và nữ, các vận động viên cùng
kết hợp để thi đấu. Trong đó đội hình thi đấu sẽ là hai nam và ba nữ. Chính vì vậy mà đội hình thi đấu thì chúng ta có thể nói là theo dõi các trận đấu lần này sẽ hấp dẫn hơn nhiều. Điểm số lúc này xã Trung Hội đã dẫn trước với điểm số là 18-8. Trong những phút vừa qua thì đội Sơn Phú đã đánh bóng để mắc rất nhiều lỗi và xã Trung Hội đã chớp thời cơ vươn lên dẫn điểm. Số điểm hiện tại lệch nhau đến 10 điểm, nhưng phải nói là trận đấu thi đấu rất sôi động, khán giả cổ vũ cũng rất nhiệt tình. Vì vậy mà các vận động viên chúng ta thi đấu đầy cố gắng và quyết tâm. Và các bạn yêu mến môn bóng chuyền hơi, theo dõi video này thì vui lòng bấm nút đăng ký ở phía dưới video để nhận thông báo cho những video tiếp theo của giải đấu này, cũng như các video giải trí trong thời gian tới mà kênh sẽ đăng tải. Mong quý vị quan tâm theo dõi và đăng ký ủng hộ. Chắn bóng tốt, đổi điểm cho Sơn Phú. 10-19. Bóng ra ngoài, điểm cho Trung Hội. 20-11. Như vậy là Sơn Phú xin hội ý. Hiện nay điểm số là Trung Hội 20, Sơn Phú 11. Có thể nói ở set đấu này không có gì thay đổi thì đơn vị Trung Hội sẽ giành chiến thắng ở set đấu thứ nhất. Hiện nay điểm số Trung Hội đang dẫn là 20-11. Pha chắn bóng để tay chạm lưới của đơn vị xã Sơn Phú.
Như vậy là xã Trung Hội đã ghi điểm thứ 21 và giành chiến thắng trong set đấu thứ nhất này. Chúng ta tiếp tục theo dõi set thứ hai ở video sau. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.